Rồi, buổi sáng tại nhà đám nha các bạn ơi. Mình sẽ quay xung quanh cảnh vật trước khi mấy em mình làm nha các bạn. Sẽ quay sơ lược về nhà lễ và bà con cô bác đến đây cúng viếng nha. Với lại mình sẽ quay cúng cơm với cúng đậu lộ sáng nay luôn nha các bạn. Bữa nay mình đi chơi dịch vụ mai táng có nhà hàng Quốc Dũng nha các bạn. Cái đường lên cây thì bữa nay mình làm cái đình luôn các bạn. Bữa nay có idol nhạc lễ của mình không? Bé Ú hát nha các bạn. Hello. Sáng nay làm gì buồn chứ Ú? Lạnh quá. Dạ. Đây là cái càng của Ú nha các bạn. Đây là mầm cúng cao đầu lộn nữa mà. Chốt qua đây ăn cơm luôn chốt. Đủ vô cơm luôn cổ. Cho này luôn nha chị. Sáng nay đồng quan lúc 8 giờ nha các bạn. Ngày 15 tháng 12 thôi nè. Đó là chuẩn bị mâm để cúng cơm nha các bạn ơi. Đây là anh em đợi kèn cùng với anh em đầu tiên nha. Con nhớ tập trung vô bài của quyền để mình dành của quyền đi. Đốt nhang phát mỗi một người một cây. Đây là thành viên ốc đăng nha các bạn. Đây là ốc tấn nè. Ốc tấn đảm nhiệm cây thùng thục là cây chim bon. Này ốc phòng nha các bạn. Ốc phòng là cây bát. Này bé Vũ Lưng đánh trống. Này lưng dài dây gọng là tự nhiên nha các bạn. Trên mét nó lưng dài thôi. Còn này là dây gọng. Dây gọng là khoan các bạn. Cái dây nó chà bá rồi. Này thì lưng dài sụt rồi. Này bé này thì bé thư muối nha các bạn. Này ốc nhờ. À này bé học lưu. Anh bé tên bé nhưng mà mấy nãy gọi anh bé học lưu mình không biết bé học lưu là gì vậy hả? Ờ rồi nói sao thì mấy mày gọi bé học lưu đi, gọi bé học lưu rồi sao vậy, có gì đâu cự. Tự nhiên mấy mày gọi tên đó thì tao nói giới thiệu tên. Đây là mấy anh em bên đội đậu tì của dịch vụ mai táng chạy hàng Quốc Dũng không mà. Hôm nay cảnh vật còn khá là hữu tình nha các bạn. Ở đây có cái giường vừa nước. Mấy bạn xuống đây mấy bạn câu cá giò hay cắm câu cũng rất là lý tưởng nha các bạn. Đó, mấy bạn thấy mấy cái hôi lá đó đó, cá nó ở dưới đó nhiều lắm. Ở đây cảnh còn ở trong quê nhìn rất là đẹp nha các bạn.
Đây là chiếc cầu tre, gọi chiếc cầu cây chứ không phải chiếc cầu tre các bạn ơi. Rồi bé Ú sẽ biểu diễn qua cầu tre, cầu cây cho mấy bạn coi nha. Ấy coi chừng sập cái cầu của anh ta nghe Khoa. Ơi gãy đó thiệt á. Khỏi gãy. Thôi đi xuống đi kìa. Bước xuống cái đó. Cắt đứt liên lạc với bên sông luôn. Cái cầu này chịu lực chỉ có 70 kg à, cưng 138 kg à. Cưng 138 kg còn gì nữa. Em chỉ có 75 kg thôi nha mọi người. Thôi giảm ký. 75 nhân 2 nha mọi người. 75 thêm 30 nha mọi người. Hả? Thôi mình vô trong rồi các bạn. Để em quay cho mấy bạn xem. Trời ơi. Thằng bé thật là đáo để các bạn. Ở đây đình cây thị nha các bạn. Cái gì vậy cô tí? Ở xe kìa, vô. Hay là nghi thức tháo đậu lộn nha các bạn. Anh em trong đội dịch vụ đang thu xếp dọn bọc vật. Yeah.
Đây là khung cảnh phía ngoài các bạn. Yeah.
Rồi xong rồi các bạn ơi,